Chào các người nhá, ta Giang ơi, lại quay trở lại với các người đấy. Hôm nay ta ứng cái bụng lắm, ta vừa cưới được con gái của Gia Lang. Chuyện là thế này, ta đến nhà của Gia Lang chơi, hút thuốc, cầm cái bật lửa đục bóng này ra. Gia Lang lại ứng quá, Gia Lang gả con gái cho ta để đổi lại cái đục bóng này. Đấy, đục bóng này tiếng rất là hay các người ạ, tiếng nghe như tiếng chim luôn. Ta thì bật cho các người nghe nhá. Đấy. Đấy, nghe như chim kêu vườn hót. Tế tải cõi lòng cả người ạ. Để ta đánh lửa thử cho bạn người nhá. À, ôi giời ơi, con ma lang, con ma rừng nó bắt hết gá của tôi thôi. Thì tôi bơm gá cho cả người xem nhá. Đây, cả người vằn cái vịt này ra này. Có hai cái vịt, một vịt là bơm cá, một vịt là to nhỏ. Cả người vằn đã, để đây. Cả người cho vằn bơm vào. Giữ nhấp hả, ok, thằng ghê vằn lại. Đấy, vằn theo chiều kim đồng hồ, ok. Đấy, lửa lên này. Ok ạ, 10 ăn 10, tiếng rất là hay. Nếu các người mà chưa có vợ, muốn có vợ như Giang là Lý ấy, thì hãy muốn ngay một con đề và bật lửa đục bóng này. Các người để lại số điện thoại, ta sẽ có người liên hệ lại đặt hàng các người. Ok ạ, cảm ơn các người.